Xin chào các bạn, có phải các bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hệ thống nhà thuốc, phòng khám và spa của các bạn? Và các bạn đang loay hoay không biết làm như thế nào vì các bạn đã tuyển dụng rồi, các bạn đã đào tạo rồi và họ vẫn rời bỏ các bạn. Và các bạn không giữ được người, những nhân sự giỏi thì đến những cửa hàng lớn hơn hoặc hệ thống nhà thuốc khác lớn hơn. Còn những nhân sự yếu kém thì họ mãi không phát triển và họ không giúp được gì cho cửa hàng của các bạn. Và các bạn cứ mãi tuyển dụng liên tục, tuyển rồi đi và tuổi đời nhân sự đâu đó tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi thậm chí là không tới. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để đội ngũ dược sĩ của chúng ta là ngày càng đông và họ trung thành, họ làm việc tốt hơn, họ làm việc chăm chỉ hơn và có một cái năng lượng nhiều hơn? Và trong video ngày hôm nay, Bảo sẽ chia sẻ các bạn cách mà chúng ta có thể tuyển dụng được nhân sự phù hợp, tuyển được nhân sự cốt lõi cũng như là giúp cho đội ngũ nhân sự của chúng ta ngày càng đông lên các bạn nhé. Để một cái chìa khóa, một cái key, một cái network mà khi mà chúng ta trong việc là tuyển dụng đào tạo cũng như là phát triển hệ thống nhân sự cho nhà thuốc, đó là gì? Đó là trao giá trị. Chúng ta phải trao giá trị các bạn ạ. Thời buổi là bỏ tiền ra tuyển dụng và tới học việc xong trả lương, xong làm việc sau đó là về, thì chúng ta gọi là nhân sự bán lẻ. Và có một cái điều mà nhiều nhà khoa học họ chứng minh, họ cũng như họ đã ghi nhận rằng là tỷ lệ nhân viên nghỉ việc chiếm đến từ 60 đến 80% đối với nghề bán lẻ. Và họ xem rằng cái nghề bán lẻ là nghề kiếm tiền chứ không phải là nghề sự nghiệp của họ. Vậy thì từ khóa là chúng ta hãy trao giá trị cho họ. Làm thế nào để họ có thể cảm nhận cái môi trường, cái công ty, cái hệ thống của các bạn, đó là tương lai chứ không phải là một ngành kiếm tiền và sau đó là nghĩ là nhảy việc là thế này. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là hãy giúp cho họ cảm nhận đây là tương lai của họ bằng cách là hãy trao giá trị cho họ. Có các loại trao giá trị như sau. Thứ nhất là trao giá trị trước. Chúng ta hãy trao giá trị trước khi mà phỏng vấn, trước khi mà đến với cửa hàng của chúng ta. Vậy thì có câu hỏi rằng họ chưa đến với chúng ta thì chúng ta trao giá trị như thế nào? Các bạn có thể làm các video, các bạn có thể làm nhiều bài viết để chia sẻ giá trị. Ví dụ như các bạn phải học việc, vậy thì những lưu ý nào khi các bạn đến nhà thuốc? Và đến nhà thuốc các bạn nên học những điều gì, các bạn nên làm điều gì để các bạn trở nên giỏi hơn sau 1 năm, 2 năm, 3 năm? Công việc đó thì nên làm sao, công việc kia thì nên làm sao, khách hàng này thì nên xử lý như thế nào, khách hàng kia thì nên đối đáp như thế nào, và các cái tình huống cụ thể trong nhà thuốc như thế nào thì gọi là trao giá trị. Nhân sự họ sẽ sao ạ? Họ sẽ xem những cái video này và dần họ có cảm mến với các bạn và họ sẽ nghĩ à, cái nơi này là một nơi tuyệt vời, và sau đó họ sẽ đến phỏng vấn. Trong khi phỏng vấn thì họ đến rồi, thì trong khi phỏng vấn chúng ta đặt các cái câu hỏi để tìm ra cái nhân sự phù hợp. Làm sao biết được nhân phụ nào là phù hợp và không phù hợp? Phù hợp là gì ạ? Phù hợp là so với tiêu chí của chúng ta. Nếu các bạn tuyển dụng nhân sự chỉ cần là biết đọc, biết viết và biết tiếng Việt là được rồi, thì chắc chắn là cái tiêu chí này của các bạn sẽ có cho cái tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao hơn. Và đối với các bạn, cái nhân sự có tiêu chí nào sẽ phù hợp với các bạn, sẽ giúp cho các bạn có hứng thú để đào tạo họ, để giúp đỡ cho họ, thì các bạn hãy gạch ra các cái dòng đầu hồng và đặt các cái câu hỏi xoay quanh những cái tiêu chí đó để xem rằng là nhân sự họ có đáp ứng được các cái tiêu chí này không. Nếu nhân sự đáp ứng được các cái tiêu chí này thì đâu đó gần 70 đến 80% nhân sự này phù hợp với các bạn. Và khi đến với các bạn có hứng thú để đào tạo cho họ. Vì các bạn muốn đào tạo, các bạn muốn dạy và họ muốn học, và họ muốn cống hiến, thì điều gì xảy ra? Có phải là họ sẽ hứng thú với các bạn, họ hứng thú với nhà thuốc của chúng ta phải không các bạn? Thì từ đó có hai cái nguồn tần số này nó phù hợp với nhau, sẽ đi với nhau lâu dài hơn. Đó là trước và trong. Một số 3 là sau khi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn thì chúng ta tạo ra một môi trường như thế nào? Chúng ta tạo một cái công việc như thế nào và được học tập như thế nào, và các đồng đội sẽ giúp đỡ nhau như thế nào trong quá trình làm việc, trong quá trình phát triển tương lai sự nghiệp. Ai cũng muốn rằng 3 năm, 4 năm sau họ có một tương lai, họ có một sự nghiệp riêng. Tuy nhiên hôm nay họ vẫn muốn được nhận thêm lương, họ vẫn muốn được nhận nhiều kiến thức hơn, và họ cũng muốn được quan tâm, được giúp đỡ nhiều hơn để mà có cái động lực, họ có thế này thế kia để họ tiến tới tương lai 3 đến 4 năm sau. Khi mà đến với cửa hàng của các bạn, đến với hệ thống nhà thuốc của chúng ta, thì chúng ta thiết kế ra các cái khung trải nghiệm. Nếu người nào có nhu cầu học tập, hãy đào tạo cho họ thường xuyên. Người nào có nhu cầu thích được bán hàng, hãy đào tạo cho họ bán hàng. Người nào thích làm về mỹ phẩm, về chăm sóc da, thì hãy đào tạo, hãy cho họ đi học những khóa da. Còn người nào thích được quản trị, được vận hành, hãy đào tạo cho họ dần dần để họ trở thành những nhà vận hành, những nhà đào tạo các bạn nhé. Và với cái bước thấu hiểu nhu cầu như vậy, các bạn sẽ tạo cho nhân sự mình được một cái môi trường tuyệt vời hơn. Đây là cái từ khóa là trao giá trị. Sau khi họ giỏi rồi, đâu đó khoảng tầm 5 tháng, 6 tháng hoặc 3 tháng tùy theo khả năng cũng như tùy theo cái lộ trình đào tạo của chúng ta. Vậy thì sau cái khoảng thời gian nhất định họ lên nhân viên chính thức rồi, họ giỏi rồi,
Vậy thì chúng ta hãy làm gì với họ tiếp theo? Nếu sự phát triển dừng lại ở đó, chứng tỏ rằng là họ cũng sẽ chán cửa hàng của chúng ta. Đâu đó trong vài tháng đầu, một năm đầu, lương có thể cao, họ hứng thú với điều đó. Tuy nhiên họ vẫn còn trẻ, họ muốn học tập, họ muốn phát triển. Thì ngoài cái vấn đề lương ra, họ còn đi lên nữa. Nếu chúng ta không đáp ứng những cái nhu cầu học tập thì chắc chắn họ sẽ học ở đâu đó trên online, họ học ở đâu đó những người thầy này, người thầy kia, hoặc họ tìm thấy một môi trường nào đó đào tạo, chắc chắn họ sẽ đến với cái môi trường đó với cái nhu cầu học tập của họ. Và khi họ đi, họ đến một môi trường khác thì mức lương của họ thì thường là thấp hơn một tí hoặc là cao hơn, xem. Và họ biết rằng ở môi trường kia họ được học tập, vừa được lương học tập, thế nên họ sẽ đi. Vậy thì với nhu cầu học tập đó, chúng ta hãy thiết kế cho họ được học tập, được thăng chức, có cơ hội phát triển. Và sau khi họ học tập một thời gian, họ đủ tốt rồi, họ đủ giỏi rồi, thì chúng ta hãy làm gì với họ? Hãy cho họ được cổ phần, hãy cho họ bất cứ một cái điều gì đó mà mang lại lợi ích cho các bạn và vẫn mang lại lợi ích cho họ, để họ cảm nhận đây là sự nghiệp của họ. Với cái việc là ra mở cửa hàng đến thời điểm bây giờ rất là hoàn toàn dễ dàng, đâu đó vài trăm triệu đến một tỷ thì họ rất dễ dàng để xoay sở được. Tuy nhiên cái khó khăn nhất đối với họ là gì ạ? Là kiến thức, là kinh nghiệm, là trải nghiệm về vận hành, về mở. Nhưng mà họ không quan tâm cái điều đó, họ vẫn sẽ làm và chúng ta vẫn sẽ mất nhân sự. Nếu những người nào thực sự tài giỏi, những người nào thực sự có tâm huyết và có năng lượng, có thực lực, thì họ sẽ luôn đi tìm những cái điều tuyệt vời hơn. Họ sẽ luôn luôn khao khát kiến thức và tri thức. Vì vậy họ sẽ rời bỏ chúng ta nếu như chúng ta không giúp cho họ phát triển. Vì vậy nhiệm vụ của chúng ta hãy cứ tiếp tục trao giá trị. Mỗi cung bậc, mỗi giai đoạn thì chúng ta hãy trao giá trị một kiểu khác nhau. Thì từ đó sẽ giúp cho nhân sự luôn 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 ở trong hệ thống của chúng ta. Họ phát triển, chúng ta cũng phát triển. Hệ thống của chúng ta cũng phát triển. Và tất cả chúng ta đều phát triển, đều mang lại giá trị cho nhau. Lớn cỡ nào thì chúng ta chơi cỡ đó, thì sẽ giúp cho các bạn phát triển được các bạn nhé. Vì vậy để có một đội ngũ nhân sự đông thì chúng ta hãy luôn 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 trao giá trị trước phỏng vấn, trong khi phỏng vấn, sau khi phỏng vấn, và cả khi họ đã ở cấp bậc cao hơn. Các bạn làm tốt những điều này, đảm bảo rằng các bạn sẽ có một đội ngũ dược sĩ đông, yêu quý và luôn tràn đầy năng lượng các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn đang trong kinh doanh, gặp những vấn đề khó khăn nào về kinh doanh và xây dựng đội ngũ, thì các bạn hãy comment vào phần bình luận, Bảo sẽ làm video hoặc livestream trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn. Và các bạn hãy follow kênh của Bảo cũng như kênh subscribe kênh YouTube, để mỗi lần Bảo livestream và lên video thì Bảo sẽ gửi những thông báo với các bạn, là những người đầu tiên nhận được thông báo từ video, từ livestream đó. Và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.